Ê, giờ quên thức rác sao? Giờ sang hả? Rác thôi. Rừng vàng biển bạc cái đi không tẻn. Ai cũng mang theo trong một vòng tèn. Tôi không hề rác như vậy. Vô nè. Từ đầu đi nhớ lời coi. Cái lời đó sao nhờ? Rừng vàng biển bạc ra đi không tiễn. Vòng tiền. Vòng tiền chứ không phải vòng tèn. Vòng tèn. À, cái câu tiếp theo là gì? Mắc cỡ quá vậy. Cái câu tiếp theo là gì? Mãi mơ trong vòng tèn. Gì đó? Niềm tin. Niềm tin cho đến mức như là sóng biển. Sóng biển. À, sóng biển. Niềm tin cho đến mức như là sóng biển. Vì cái gì tốt của khi đến sớm vẫn còn nguyên. Okay, đánh nhau, đánh nhau dần co làm sao? Cả thích cho em mua sẽ một mẫu đánh nhau dần co làm sao? Đánh nhau dần co. Mọi người xem một mẫu chẳng bỏ. Gì? Để đầu nhìn nhau lắc đầu nhăn nhó. Này lắc đầu chưa lắc đầu. Để đầu lắc đầu. Trời ơi, rồi thử nha. Mọi người bỏ tay lớn cho Chầu Sang đang có mà. Hai, ba. Rừng vàng biển bạc ra đây không tiện. Khi ai cũng mấy bạn. Em bè. Em bè. Anh nhớ là em thu cho anh em bè không? Tao không mượn. Ừ. Không mượn. Em để micro xuống nha. Ở dưới không có bè theo nó nghe chứ. Ok. Cái bữa nó khang tiếng đến giọng nó nghe nó hay lắm. Bây giờ mình phải khang chút. Ok. Rừng vàng biển bạc ra đi không tiễn. Khi ai cũng mãi mê vào trong dòng tiền. Niềm tin trôi đi mất như là sóng biển. Việc gì tốt gỗ khi nó sớm vẫn còn nguyên. Đánh nhau giằng co. Cả thế gian một cái xe một mẫu chẳng bỏ. Để rồi nhìn nhau lắc đầu nhăn nhó. Khi nào mình sống trong nhóm một tàn cho. Yeah. Mọi người, sao vậy? Chúc mọi người có một đêm vui vẻ cùng thằng Phúc. Thank you. Xuống đi. Bài tiếp theo đừng chờ anh đuổi.